Thưa quý vị và các bạn, Kiêng Mường là một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Mường. Ngày nay khắp nơi đều đánh kiêng, đều có sắc bùa, thế nhưng mọi người thực ra chưa hiểu nhiều lắm về sắc bùa, về Kiêng Mường. Hôm nay đây, kênh Vọng Bùi sẽ sản xuất một loạt các cái video giới thiệu về Kiêng Mường để cho mọi người xa gần cùng biết. Như mọi người đã biết thì Kiêng Mường khi đánh 2 đến 3 chiếc thì người Mường gọi là đánh kiêng. Còn khi sử dụng diễn tấu có bài bản từ 5 chiêng cho đến 12 chiêng đủ bộ thì người Mường gọi đó là sắc bùa. Trong Kiêng Mường thì có rất là nhiều các cái giai điệu, các cuối phục Mường có những cái giai điệu, có những cái cách thức trình diễn hay là sắc bùa khác nhau. Trong chuỗi video này tôi xin trân trọng giới thiệu có 6 cái giai điệu kiêng hiện nay đang được đánh rất là phổ biến ở vùng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là cái đoạn mở đầu của các cái cuộc sắc bùa. Người Mường gọi đây là lên cái, có nghĩa là đánh cái chiêng cái trước khi vào các cái bài bản. Sau đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái lên đánh lên cái mà không có chiêng chót. Còn đây là sau khi cái giai điệu lên cái xong thì bước vào đánh, người Mường gọi là đánh phong hao, có người gọi là bổng hao, có nghĩa là cái giai điệu tiết tấu nó rộn rã và nó rất là vui tươi. Đây là giai điệu là kiêng bổng ba hay còn gọi là phong ba. Đây là một cái loại giai điệu mà rất là phổ biến trong cách đánh ngày nay của người Mường. Cũng là lên cái nhưng có một cách đánh thứ hai, đó là cách đánh có cái chiêng chót, có nghĩa là có một cái chiêng ở âm khu thấp đánh mở đầu trước khi mà chiêng cái lên cái giọng cái, rồi sau đó còn đây cũng là đánh cái phong ba, đánh đom ba, thì là như các bạn đã thấy là sau một cái khung đom là bình búng khẩm thì có một cái chiêng, tiếng chiêng nhỏ âm khu thấp chen vào, người Mường gọi đây là đánh chót.